Idol Quỳnh Nga lên tiếng vụ cụ ông U80 cưỡng hôn ở Hạ Long, khẳng định mê tiền nhưng không rẻ tiền. Nữ dancer nước tiếng chuyên nhảy ở bar ngoài trời Hạ Long, Idol Quỳnh Nga vừa có những phát ngôn chính thức qua sự việc gây rúng động dư luận cách đây không lâu khi bị cụ ông U80 cưỡng hôn đầy phản cảm. Sự việc gây chấn động cõi mạng về cụ ông U80 có hành động phản cảm dành cho Idol Quỳnh Nga diễn ra cách đây không lâu nay bất ngờ nóng trở lại khi người trong cuộc đã có những lời lên tiếng chính thức để nói về sự việc. Theo đó, cách đây khoảng 10 ngày, người dùng mạng xã hội đã phải sốc nặng trước loạt hình ảnh đầy nóng mặt được chụp lại khi một cụ ông U80 nhảy lên sân khấu ngậm 50.000 để giở hành vi cưỡng hôn Quỳnh Nga, là mỹ nhân nước tiếng trong làng nhảy, đặc biệt là chuyên nhảy phục vụ tại các quán bar, gần đây là bar ngoài trời ở bãi biển Hạ Long. Quỳnh Nga với nhan sắc xinh đẹp, hình thể quyến rũ cùng với những vũ đạo điêu luyện, dẻo dai và siêu cuốn, tất cả đã khiến cô nhanh chóng gây dấu ấn mạnh mẽ với công chúng. Hàng loạt clip cô nhảy đã nhanh chóng trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Chính vì những lý do trên mà không quá khó hiểu khi Quỳnh Nga đều được khán giả thuộc nhiều lứa tuổi, đặc biệt là cánh mày râu dành sự quan tâm, yêu thích đặc biệt. Quỳnh Nga là dancer chuyên nhảy phục vụ tại những môi trường sôi động như bar, pub nên Quỳnh Nga cũng luôn chọn cho mình một phong cách có phần mát mẻ, phóng khoáng, gợi cảm. Đây cũng là lý do mà nhiều khách nam khi xem nữ idol nhảy đều có những hành động bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, mọi thứ đều dừng ở mức chấp nhận được. Sự việc cụ ông đáng tuổi cha chú U80 nhưng lại vô cùng mất lịch sự nhảy lên sân khấu để cưỡng hôn Quỳnh Nga, không làm chủ được bản thân khiến dân tình thi nhau lên án gay gắt, chỉ trích dữ dội. Đoạn clip quay lại cảnh tượng này đã trở thành chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi. Phần lớn tất cả đều ra sức phản đối, chê bai hành động này của cụ ông. Nhiều người còn cho rằng có thể đây là vết nhơ lớn dành cho các con cháu của cụ ông khi hình ảnh này đã bị cộng đồng mạng truyền tay nhau rộng rãi. Hình ảnh của idol Quỳnh Nga ngay sau đó cũng bị ảnh hưởng không hề ít. Trải qua một quãng thời gian thì mới đây, nữ dancer gốc Bắc Giang cũng đã có những lời lên tiếng chính thức về câu chuyện này. Cụ thể, chia sẻ trên truyền thông, Quỳnh Nga thừa nhận ngay lúc đó bản thân đã vô cùng sốc và hoảng loạn bởi đây là tình huống hy hữu mà hiếm khi nào cô gặp phải trong quá trình đi nhảy. Thậm chí là người này đã đáng tuổi cha chú của mình, một hành vi khó chấp nhận mà cô muốn tôn trọng cũng khó. Khi xảy ra tình huống bất ngờ, tôi bối rối không biết phản ứng ra sao. Tôi đã liên tục né tránh khi người đó đến gần, nhưng càng né thì đối phương lại càng tiến tới gần hơn, Quỳnh Nga chia sẻ. Trước đó, một số ý kiến của dân mạng cũng cho rằng cô đang cố tình tạo chiêu trò để câu sự nổi tiếng. Bức xúc trước những lời đặt điều trên, Quỳnh Nga cũng đã có những lời giải thích. Cô khẳng định dù rất ham tiền nhưng sẽ không vì đồng tiền mà để bản thân trở thành người rẻ tiền. Tôi khẳng định tôi không hề dễ dãi hay tạo chiêu trò để nổi tiếng. Tiền thì ai chẳng thích, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Có ai chịu để cho người lạ hôn không? Mỹ nhân sinh năm 2001 này cũng chia sẻ thêm về công việc dancer này. Cô cho biết bản thân đã vào nghề được 8 tháng, thường xuyên đi diễn, tần suất từ 20 giờ cho đến 0 giờ. Khi được hỏi có ý định chuyển sang nghề vũ công chuyên nghiệp thay vì công việc đi làm lúc tối khuya thế này, cô cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa nghĩ xa hơn. Quỳnh Nga cũng có quy tắc riêng khi làm việc, chỉ nhảy trong lồng kính như hợp đồng, không tiếp chuyện với khách hay làm bất cứ việc gì khác. Quỳnh Nga nổi tiếng là hot girl có phong cách gợi cảm, không ngại hở bạo trên mạng xã hội. Cô thường xuyên có những hình ảnh được xem là táo bạo quá mức, khoe trọn cơ thể, đường cong của mình. Đây cũng là phong cách mà Quỳnh Nga lựa chọn để đi biểu diễn. Tuy vẫn nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, nhưng cô cho hay bản thân không quan tâm và luôn suy nghĩ tích cực.